Đồng ý điểm. Rồi khoanh hai chân vào nhau. Đan 10 ngón tay nhé. Để chân hướng. Rồi. Nâng cao vai, rút cột sống của mình lên một chút. Bài của ngày hôm nay chúng ta cùng nhau tìm hiểu về sức lực, trí lực và tâm lực. Thường thì đa phần đấy, cô chú anh chị đều đều nắm khá là vững, hiểu rất là rõ. Chỉ có điều là cái ngôn từ của mình đấy, cái cách truyền tải của mình có để đủ cho chính mình hiểu và người khác hiểu hay không. Chứ còn bản chất vấn đề thì hầu hết ai cũng biết, thậm chí là còn hiểu rất là sâu. Nhưng khi ứng dụng vào đời sống thì hầu hết mọi người đều có những khía cạnh mà chúng ta rất là khó để có thể bước qua được và vận dụng một cách linh hoạt. Thì đây là một cái công thức mà hầu hết ai cũng biết nhưng lại không vận dụng tốt. Có lẽ là những người lớn tuổi, ít nhất là tầm độ tuổi trung tuổi đấy, thì các cô chú anh chị sống một cái chu kỳ xã hội mà rất là khó khăn cho đến tận bây giờ. Thì cô chú anh chị sử dụng rất là nhiều đến tâm lực. Thì lấy một loạt cái ví dụ để chứng minh điều đó nhé. Hầu hết chúng ta đều biết rằng là người mà gọi là nghèo nghèo đấy, mình cứ gọi là nghèo đi, có thể là nghèo về tiền bạc hay là nghèo về sức khỏe hay nghèo về trí tuệ, thì đa phần họ chỉ sử dụng sức lực của họ để làm việc, để lấy cái quyền lợi về cho họ thôi. Còn những cái người mà khá giả hơn một chút, có thể là khá giả về cả sức khỏe, thì bắt đầu họ sử dụng trí tuệ. Thì mình lấy luôn cái ví dụ nhé, những người mà chỉ dùng sức trâu để mà tập yoga đấy, hoặc là chơi thể dục thể thao đấy, thì chắc chắn là sẽ nghèo đấy. Tại vì sớm muộn thì cũng sẽ trả giá thôi, vì lựa chọn nhầm cái môn thể dục thể thao dẫn tới là cơ thể bị tổn thất. Nhưng khi sử dụng trí tuệ của mình để lựa chọn được những cái loại thức ăn phù hợp hoặc là những cái môn vận động phù hợp đối với cái tình trạng của mình, thì có nghĩa là mình đã sử dụng trí lực rồi, đúng không ạ? Thì chắc chắn là mình giàu có hơn mình đang một chút, hoặc là rất giàu có. Còn có một số trường hợp đặc biệt, thực sự rất là đặc biệt đấy, họ có những cái xuất phát điểm rất là tệ, và lát nữa thì tôi sẽ kể một loạt các cái câu chuyện của bản thân và cũng như là của công ty mình đang làm, thì cô chú anh chị sẽ thấy ngay là hoàn toàn có thực. Và những câu chuyện như vậy thì có thực ở trong đời sống vô cùng nhiều nhiều lắm, chẳng qua là mình không để ý thôi, và chính mình vấp phải mình cũng không vượt qua được. Có rất nhiều người nhé, cái xuất phát điểm về sức khỏe của họ cực kỳ tệ, cực tệ luôn. Bản thân tôi trước đây cũng cực là yếu, nhà nghèo lắm và gầy 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 đến những cái thời điểm mà ăn chay, không phải là do tôi đã kể rất là nhiều rồi, ăn chay không phải là do mình thích ăn chay mà do nhà mình nghèo quá mình phải ăn chay, và ăn chay đến cái ngưỡng mà không có khoa học kỹ thuật gì cả, ăn theo gọi là khó khăn thì mới có cái gì ăn cái đó, và do thức ăn chay nó rẻ dẫn tới là cơ thể kiệt lực, chỉ còn có bốn mấy cân, 43 cân, 42, 43 cân thôi, và rất yếu, yếu vô cùng luôn. Và tôi mất đến cả gần chục năm rồi thì mới có thể nâng được cái sức khỏe của mình lên lại cái trạng thái như cũ, để được về trạng thái như cũ nhất, chứ chưa nói là để đạt được cái những ngưỡng tốt như bây giờ. Vô cùng vất vả, vô cùng khó khăn, và để vượt qua được cái việc đấy thực sự là mệt mỏi, rất là mệt mỏi. Thì có thể lúc đó, có thể tại cái thời điểm đó nhé, thực sự là đúng là cái thời điểm đó đấy, để muốn làm được cái việc nâng cấp sức khỏe của mình lên, thì thời điểm đó sức lực có, trí lực có, các loại tài nguyên có, không thiếu gì tài nguyên cả. Nhưng mình không đủ tâm lực thì chắc chắn là mình cũng sẽ loanh quanh mãi sức khỏe của mình tệ như vậy thôi. Thì tương tự như bây giờ cô chú anh chị cũng vậy. Thôi buông tay của mình xuống, với dài tay trái sang ngang, nghiêng người sang trái, lật ngửa người lên, nâng cao cánh tay nhé, rút thật dài cuộc sống lên. Cô chú anh chị bây giờ cũng chẳng thiếu gì tài nguyên cả, thức ăn thì nhiều, nhà cửa cơ sở vật chất thì rất là tốt, chắc chắn chặt chẽ sạch sẽ, che nắng che mưa, mọi thứ rất là tuyệt vời. Nhưng tại sao sức khỏe của mình vẫn yếu vẫn tệ? Đấy là do tâm lực của mình không đủ lớn, mình không sử dụng tâm lực. Mình ăn cái gì cũng vẫn vì là đam mê, ăn vì vui. Mình làm việc
có rất nhiều công việc thừa thãi không đem lại Ừ. suất, không đem lại hiệu quả, cũng không đem lại hiệu suất, nhưng mình cũng dành rất là nhiều thời gian cho những cái việc gọi là không cần thiết đó, dẫn tới là mình hết thời gian và mình cũng không sử dụng trí lực vào đó, thậm chí là mình còn lãng phí tâm huyết và thời gian của mình vào những cái việc không ra hiệu suất, đúng không? Thì cụ thể trí lực, sức lực, tâm lực là gì? Có lẽ là rất nhiều người chả hiểu, chả thiếu, chẳng có thiếu thốn hay là khó hiểu gì về vấn đề đó cả. Thì lấy luôn một cái ví dụ nữa nhé. Công ty chúng tôi đang làm việc, công ty gia đình đó. Trước đây khi mới thành lập đấy, thì trước đây tắp, trước dịch khoảng tầm 2 năm, thì tôi vẫn chưa làm online. Nhưng sau đó thì biết rằng là cái mảng yoga và cái công việc của tôi làm sẽ đến một cái ngưỡng là điểm chạm của nó sẽ tới, và không có cơ hội gia tăng khách hàng nữa, và cũng không có cơ hội phát triển cá nhân cho chính mình thông qua cái công việc của mình nữa. Thì tôi phát hiện ra rằng là buộc phải chuyển toàn bộ cái quy trình, cái công việc của mình lên các cái nền tảng mạng xã hội. Và rồi chúng tôi thì đi học thì rất là may mắn là học và phát là chạm đúng luôn người luôn. May mắn đấy, chứ cũng không phải là giỏi giang gì đâu. Chạm đúng thầy Phạm Thành Long. Và thầy Phạm Thành Long thì chuyên dạy cho mọi người biết cái cách bán cái sản phẩm của mình lên các cái nền tảng mạng xã hội. Có nghĩa là làm online đấy. Một doanh nghiệp online nhé. Và để học được thì thực sự là vô cùng vất vả khủng khiếp luôn. Mình là người chuyên về vận động, chỉ biết quản lý, làm việc về về cái kiểu giống như là thực tay thực ấy. Tự động thò tay của mình vào thì mình mới làm được. Tất cả công việc đều phải tự chủ động làm 100%. Và đến khi mà làm việc thì trong một thời gian làm việc thì rất cũng rất là may mắn là cái thời điểm đó thì hầu như là không ai làm về online cả. Không ai nhiều đấy, không nhiều chứ không phải không ai, không nhiều. Và mình là một trong những người mà thành công ở trong cái lĩnh vực đó khá là nhanh. Còn nếu như bây giờ mới làm thì có lẽ là lạc hậu quá rồi. Vẫn được nhưng mà không có đáng kể, chỉ được chút xíu không đáng kể, gọi đủ ăn thôi. Còn khi mà làm thì bắt đầu phát sinh và có rất là nhiều khách, nhiều khách thì lại phải học cái cách quản lý và cái cách chăm sóc, cách quản lý và cách chăm sóc cực kỳ phức tạp. Và trong cái quá trình đấy thì lại phải tuyển một loạt nhân viên mới, và trong quá trình tuyển nhân viên mới thì mình tiếp tục lại phải đo lường nhé, kiểm tra đo lường và quan sát cũng như là chọn lựa nhân viên cho mình. Hơi vươn tay phải đổi bên nhá, sang trái. Ban đầu thì chúng tôi rất thích lựa chọn những người mà có cái chuyên môn tốt để làm việc cùng với mình, nhưng sau đó thì phát hiện ra mất mất vài tháng, khoảng 3 4 tháng thử việc thì phát hiện ra những cái nhân viên đó thì cái kỹ năng vận động thì tốt, nhưng do họ có cái máu nghệ sĩ ở trong người đấy, và dẫn tới là họ làm việc trái quy trình, họ làm việc theo cái ngẫu hứng của họ và làm loạn hết tất cả cái quy trình của mình lên. Và rồi thì mình bỏ cái lượt đó, mình không không nhận cái lượt lứa, cái lứa nhân viên mà giỏi về kỹ năng vận động nữa, thì bắt đầu chuyển sang một cái lứa mới, có nghĩa là những huấn luyện viên mới. Thì khi đó thì huấn luyện viên mới thì bao gồm cả những người làm trực tiếp bán hàng và những người chăm sóc khách hàng và những người mà dạy giống như tôi đang dạy này. Cái thế hệ đó là cái thế hệ Gen Z và nhiều tuổi hơn Gen Z một chút xíu. Thì ban đầu thì đúng là cái nhóm ấy rất là vui, năng lượng, gia tốc làm việc rất là cao. Thì các cháu làm công nghệ khá là tốt. Thì khác khác biệt cho hẳn nhé, hoàn toàn là hẳn so với cái nhóm cũ. Cái nhóm cũ làm công nghệ kém, chậm và hay tăng động, có đầu óc thì la đà lan man bay đi lung tung khắp nơi cả. Nhưng sau một thời gian làm việc thì lại phát hiện ra cái thế hệ Gen Z này không chịu đả áp lực, có nghĩa là không có tâm lực. Bản thân họ thì có trí lực, có sức lực, có trí lực và có sức lực nhé, hơn hẳn cái nhóm lớn tuổi, cái nhóm tầm của 35 tuổi rồi 36 tuổi trở lên ấy. Đó. Huấn luyện viên mà giỏi kỹ năng vận động ấy. Tâm lực và sức lực và trí lực của họ thì có thừa, nhưng tâm lực thì họ thiếu, chỉ có một chút áp lực thôi, công việc đã làm việc phải có áp lực thì họ không chịu được, và cuối cùng chúng tôi còn lại phải điều chỉnh tiếp và lại dự không tuyển dụng những cái nhóm độ tuổi đó nữa. Và sau khi một loạt các cái hồi nhân lên đặt số mãi thử mãi, và cuối cùng thì phát hiện ra rằng là lựa chọn cho mình những cái nhân viên mà không có cái khát vọng xây dựng sự nghiệp nữa thì họ ở với mình, có nghĩa là họ đã cái tinh thần khởi nghiệp của họ đã chán chê mê mỏi rồi, họ sập rồi, họ không cần làm nữa.
Tất nhiên là mình cũng không phải là đi tìm kiếm những người thất bại để làm việc với mình, mà cái công việc của mình là phải như vậy, phải có những cái người mà họ chấp niệm, họ bám chấp vào cái công việc như vậy thì công việc của mình nó mới trôi chảy và công việc của họ cũng mới trôi chảy. Còn trong trường hợp họ khởi nghiệp thì họ lướt qua cái công ty, cái doanh nghiệp của mình thì cũng chẳng để lại cái dấu ấn gì cho họ, cho mình cả, lãng phí thời gian của cả mình và họ, đúng không? Thôi, buông tay xuống, đặt 10 tay vào nhau sau, 10 ngón tay vào nhau, rồi bẻ cong nhá, dạp người về trước, hơi ngẩng cái đầu của mình lên, đẩy hai tay về trước, khóa thật chặt, giữ thật tĩnh nhá. Nhiều khi tôi sẽ buông động tác ra để chia sẻ và chuyện trò. Và sau khi đổi rất là nhiều nhân viên trong vòng khoảng gần 2 năm, đổi rất nhiều nhóm nhé, lựa chọn nhé và test nhé, thì đến bây giờ thì chúng tôi lựa chọn cái nhóm tuổi ở độ tuổi tầm khoảng 33 34. 33 34 loanh quanh ở khoảng 33 34, và cái vòng đời của nhân viên thì cũng không cần nhiều, chỉ cần tối đa khoảng tầm 5 năm ở với mình thôi. Không có mấy người ở với mình lâu đâu nhé. Cùng lắm thì họ sẽ ở với mình tầm 3 5 năm thôi. Có nghĩa là họ sẽ học được hết tất cả những thứ mình có. Một là họ sẽ về mở doanh nghiệp của họ, hai là họ sẽ đổi sang cái ngành nghề khác phù hợp tương tự và có thể có cái mức lương cao hơn. Mình cũng không cố gắng phải giữ họ lại, mà họ cũng chủ động để có thể thay đổi sang những công việc tốt, hiệu quả hơn, phù hợp với họ hơn bằng những cái chuyên môn mà họ có. Và cái nhóm tuổi đấy là cái nhóm tuổi mà đã chán khởi nghiệp rồi, họ bắt đầu kiên định rồi, họ bắt đầu chấp niệm có lẽ là chỉ làm một việc ổn định cái cuộc sống của họ và mới có thể giữ được ổn định cái công việc của mình. Thì ngay cả trong cái việc tuyển dụng nhân sự, chúng tôi cũng quan sát rất nhiều, thậm chí là trong lớp học này, cô chú anh chị có thể nói chuyện rất là hay, sử dụng ngôn từ rất là tốt, có thể là có nhiều cái nguồn năng lượng trông rất là tích cực. Nhưng ai đó mà sử dụng trí lực, sức lực hoặc tâm lực là nhìn thấy biết ngay, đặc biệt là những người dùng tâm lực. Thì lại lấy luôn cái ví dụ về tâm lực nhé. Cái thế hệ Gen Z bây giờ thì đúng là Gen Z thì chưa tới, nhưng mà Gen Z thì bây giờ thì họ nhảy việc bạch 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 là sáng trưa chiều tối. Họ thích cái chỗ này thì họ làm, họ không thích cái chỗ này thì họ bỏ, tại vì họ không có tâm lực. Chính vì thế mà họ thấy cái gì không vừa ý hoặc là khó khăn một chút và họ dừng ngay. Thì trái ngược với cái điều đó, trước đây cô chú anh chị biết rồi đấy, khi mình đã lựa chọn nghề ở những người độ tuổi tầm khoảng 37, 38 trở lên, và năm 37 trở lên luôn, chứ không phải 37, 38 trở lên, và 5 tuổi trở lên, thì thường là người ta đã lựa chọn một cái công việc, cái nghề gì đó rồi. Thì cái nghề đó, cái công việc đó thường là đi đồng hành với người ta trọn đời, trọn cả cuộc đời nhá. Hết cả cuộc đời chỉ có một công việc thôi. Họ trưởng thành, họ phát triển, họ giàu có, họ có mọi thứ là nhờ vào cái công việc của họ. Từ trí tuệ, từ bạn bè, từ kỹ năng sống, từ tiền bạc, từ mọi thứ, dựa vào chính cái nghề mà họ chọn. Có nghĩa là họ bám chấp vào cái vấn nghề đấy rất là mạnh, không chỉ đơn giản là kiên trì nữa mà là bám chấp vào cái công việc đó, chấp niệm vào cái công việc đó. Tất cả những ngôn từ của họ, chuyện trò hàng ngày cũng đều xoay quanh cái chuyên môn của họ. Và tôi cũng có rất nhiều người bạn tương tự như vậy, chả biết nói chuyện gì cả, chỉ biết nói một chuyện duy nhất về cái chuyên môn công việc của mình, đúng không? Thì thường đa phần là những người ở độ tuổi tầm khoảng trên 40, họ có thể nói đi nói lại cái câu chuyện của họ đến cả hàng trăm, hàng nhiều nghìn lần, hàng trăm và hàng nhiều nghìn lần nhé. Cứ gặp nhau là họ chỉ biết nói cái chuyện mà chuyên môn của họ thôi. Có nghĩa là họ chỉ có một chuyên môn duy nhất, họ sử dụng tâm lực rất là tốt vào cái chuyên môn của họ. Trừ một số trường hợp đặc biệt vì lý do nào đó mà họ buộc phải thay đổi cái công việc thì không nói làm gì. Thôi buông tay, tiếp tục này. Thì lưỡi câu ngồi, chụm hai lòng bàn chân, thẳng lưng nhá, rút dài cột sống lên, gập người xuống, gập sâu người xuống. Thì lưỡi câu ngồi, cúi đầu xuống, thả lỏng, thư giãn, ngủ một giấc trong tư thế luôn. Những cái ví dụ như vậy ở nhiều các cái khía cạnh đời sống khác nhau, từ việc học tập nhé, cho đến việc lao động và làm việc, hay chỉ đơn giản là mình đang tập luyện yoga. Khi biết cách sử dụng tâm lực vào thì cái hiệu suất nó sẽ là vô cùng lớn.
lớn đến mức mà mình cảm thấy cái sự khác biệt nó sẽ không còn có gì để có thể so sánh được. Thì tôi cũng kể hàng loạt những cái câu chuyện liên quan đến cái sự thành công và trong những cái công việc như thế này tụi chúng tôi đang làm. Có rất nhiều huấn luyện viên sau khi học xong chuyên môn về thấy cái này nó tốt, thấy cái dòng yoga này nó tốt, nó phù hợp, nó bắt chen mà thay đổi xoạch. Hôm thì dạy Inside Yoga, hôm thì dạy Flow Yoga, hôm thì dạy Ashtanga. Có nghĩa là trong một buổi thì đã cháo chỉ 3, 4, 5, 7 loại yoga rồi. Và bản thân của mình thì cũng dạy 5, 7 loại, 10 loại yoga. Cứ mỗi hôm dạy một kiểu, đúng không? Và cái ngôn từ của mình sử dụng cũng vậy. Đến cả cái cơ thể, hình thái cơ thể của mình nó cũng vậy. Và rồi cái cuối cùng thì cái kết quả đạt được thì cũng chỉ thu được một chút tài nguyên, một chút tiền thôi. Còn quay đi quẩn lại 5, 3, 7, 10 năm chẳng có cái gì cả. Đến cái cơ thể của mình nó cũng méo mó, sập sệ. Cái suy nghĩ của mình cũng tét tét thôi. Nó chẳng đâu vào đâu cả. Cuối cùng mình hỏi mình dạy yoga gì, mình còn chẳng biết mình dạy yoga gì. Nhiều khi mình ngượng quá, mình lấy đại một loại yoga ra. Và thường thì tôi gặp những đồng nghiệp của mình, tôi hay hỏi câu đầu tiên: bạn dạy chuyên loại yoga gì? Và thường những người không trả lời được thì tôi sẽ không chơi luôn. Tôi không muốn lãng phí thời gian kể chuyện tào lao về chuyên môn cho bạn ấy nghe. Tôi bỏ qua luôn. Còn ai đó bảo tôi dạy Hatha Yoga vì tôi thích. Họ mình chỉ hỏi như vậy thôi, họ có thể trả lời đến 20 phút chưa xong. Đúng cái mạch của họ, đúng cái dòng máu của họ, đúng cái mạch của họ, họ kể tới nơi chốn luôn. Họ kể mà mình có lẽ là mình không phanh thì chắc mình chẳng có thể đứng dậy được mà đi về. Và liên tục như vậy đấy. À, trong cái quá trình chúng tôi làm việc thì chúng tôi cũng đo lường rất là nhiều. Có rất nhiều huấn luyện viên mà dạy đến tầm đến thời điểm này là 14, 15 năm. Và một trong những người như vậy là những người dạy, dạy rất là lâu đời đấy. Nhưng tất cả những thứ họ thu lượm được thì hầu như chẳng có gì ngoài một chút kinh phí. Họ giàu lên không phải là do họ giàu, mà chẳng qua là họ tích lũy được nhiều tài sản hơn thôi. Thì trông có vẻ giàu thôi, chứ hàng ngày thì cũng chẳng có tiền tiêu. Cứ bảo mua cái nhà nọ, mua cái nhà kia, nắm nhà, nắm cửa, nắm xe mà không có tiền tiêu hàng ngày thì đấy chỉ là tích được nhiều tiền hơn thôi. Chứ không phải là giàu có hơn ý. Giàu có hơn là phải có nhiều dòng tiền hơn, liên tục đổ về. Hàng ngày liên tục đổ về, chả làm gì hoặc là có làm thì nhiều làm ít chăng nữa thì phải có liên tục có tiền, chứ không phải là dừng một phát là không có tiền luôn. Thôi buông còn dậy dựng hai chân thì cái bàn, hai tay đưa xa về sau, và bây giờ thì đến thời điểm bây giờ thì họ vẫn nghèo rồi đẩy lên. Có nhiều huấn luyện viên đến bây giờ là gần 60 tuổi, gần 60 tuổi đấy, những cái lứa đầu dạy, những cái lứa đầu dạy yoga đấy đến bây giờ là gần 60 tuổi, năm mấy rồi, năm mấy 60 rồi vẫn đi dạy hàng ngày, vẫn hét hò ầm ĩ, nhạc nhẽo, biểu diễn, thi đấu, vẫn hai tay vài lỗ miệng, vẫn sử dụng trí sức lực và trí lực là chính, rất ít khi sử dụng tâm lực nhé. Thì những cái trường hợp như vậy trong ngành của tôi cũng có rất là nhiều, và những cái ngành của chú anh chị cũng rất là nhiều, đặc biệt là những người nhảy việc. Cứ nhảy việc thì chẳng còn cái gì đâu, tại vì chúng ta trưởng thành trong công việc, trong lao động mà. Thì quay lại vấn đề, vậy thì cái việc mà mình tập thiền buổi sáng ngày hôm mai, ngày mai có thể tôi sẽ nói lung tung và rông dài, tại vì cái câu chuyện này buộc phải sử dụng những cái ngôn từ mà chắc vá không đâu ra đâu cả, để có thể ai cũng có thể nghe được và hiểu được phần nào đó. Chứ còn câu chuyện mà khi đã tập trung vào một vấn đề thì chỉ dành cho một nhóm người nhỏ có cái vấn đề như vậy thôi. Và trong cái quá trình mình ngồi thiền, hầu hết chúng ta đều biết rằng mình cần phải tìm kiếm những cái loại sức khỏe mới để thay thế cho những cái loại sức khỏe cũ đã hết. Nhưng do chúng ta chẳng gọi tên được ra những cái loại sức khỏe mới tên là gì, những cái loại sức khỏe cũ tên là gì. Thì vừa rồi tôi đã đưa ra một loạt các cái ví dụ về tâm lực, trí lực và sức lực ứng dụng vào trong đời sống ở mọi khía cạnh đời sống nhá, mọi ngành nghề. Thì cô chú anh chị nhìn thấy ngay ạ, đúng không? Hầu hết thế hệ cũ mà đã bước qua một, hai hoặc là ba chu kỳ xã hội thì họ sử dụng tâm lực rất là kiên định. Họ kiên định là có được từ trong quá trình lao động và làm việc của họ, chứ không phải tự động mà rèn luyện được đâu. Nhưng đội trẻ bây giờ, thế hệ Gen Z bây giờ thì không có tâm lực,
chỉ có trí lực và sức lực thôi. Thành ra là các cháu nhảy vẹt rất là nhanh, có lẽ là chỉ mắng nhẹ một cái tổn thương sâu sắc, đi qua đường mà cái lá cây nó rơi vào đầu cái là cũng tổn thương cả tuần, đúng không? Thì cứ nhảy việc xoạch xoạch như vậy, thì ứng dụng vào trong cái quá trình tập luyện cũng vậy thôi. Hôm nay thầy bảo cô chú anh chị tập nhé, nghiêm túc, chỉnh chu trong một buổi tập, chưa hết thời gian đã buông ra rồi thì còn đem lại được cái lợi ích gì đâu, mất thời gian, lãng phí thời gian nữa. Huấn luyện viên nhìn thấy còn nóng cả tiết đi. Tôi mà dạy offline mà ai đó mà đang tập mà tôi biết thừa là người đó có thừa sức, tôi không hành ai bao giờ cả. Nhìn thấy người đó có sức khỏe, có thể lực chưa chạm tới ngưỡng của họ, họ chưa kích hoạt được mà họ đã buông ra rồi, mà mình nhắc đến lần lần thứ N rồi mà vẫn không nghe thì tôi cũng sẽ lại buông luôn. Ban đầu thì khó chịu, ban đầu thì mình cảm thấy rằng là họ chưa có tâm lực, mình cần phải chuyển tâm lực cho họ. Nhưng sau một thời gian dài mình chuyển chán, chuyển chê, chuyển mê, chuyển mỏi rồi mà họ vẫn không đón nhận thì mình buông luôn, mình chuyển sang mình chăm sóc người khác. Và khi mình đã làm rất quen rồi thì mình chỉ nhìn nhát qua cái hình thái cơ thể của họ, cái ý thức của họ là mình đã biết rằng là con người này có thể chạm tới được không, có thể chạm được đúng mạch của họ và mình mới gặp nhau hay không thôi. Chứ để mà động viên rồi cố lên chị ơi chị à anh ơi anh à thì chắc là cứ lè dè như vậy, thì tôi phải mất đến 5, 7, 10 năm thì mới có thể là làm cho một con người thay đổi theo được cái hướng tích cực. Thì không còn nhiều thời gian dành cho những người khác nữa, trừ là người thân, người yêu trong gia đình thì mình mới dành cho đến hàng nhiều năm giờ để nhắc nhở, để rèn luyện. Chứ còn người không thân, không thương thì chúng ta chỉ có giới hạn của chúng ta là đến đấy thôi. Chúng ta chỉ đối đãi với khách hàng một cách tốt nhất có thể thôi, chứ không thể có tình cảm mà lâu bền giống như con cái của mình được, đúng không? Hay là bố mẹ, người thân, người yêu của mình được. Thôi gập đầu lên, hạ xuống. Co sát chân vào lòng, hạ chân phải xuống với vặn người. Vặn thật chặt nhé. Căng. Chắc và thật chặt. Và tâm lực thì thực sự là chẳng cần phải làm gì cũng có thể rèn luyện được, chứ không phải hoàn toàn là lao động mới làm được đâu nhé, mới có thể có được nhé. Thì buổi ngày mai chỉ đơn giản là ngồi thiền hoặc là trụ thiền trong vòng 30 phút, cô chú anh chị sẽ được ngồi thiền 30 phút và được đứng thiền 30 phút. Trong 30 phút đó thì tất cả những cái khó khăn thuận lợi nó sẽ ùa tới và cơ thể của mình sẽ cảm thọ là hàng trăm thậm chí là hàng ngàn lần. Bình thường chúng ta đứng chúng ta chả cảm nhận cái gì nhiều, nhưng sau khi chúng ta đứng 30 phút và nghe thầy nói chuyện tào lao lung tung các loại đấy, thì bắt đầu cuối cùng mình nghe sẽ rất là rõ. Mình đứng tầm khoảng 10 năm 20 phút trở lên thì bắt đầu mình nghe không bị ù tai nữa và nghe rõ mồn một từng câu thầy chia sẻ nói chuyện, và mình không hề thấy khó chịu. Người mình nó sẽ khóa chặt vào như cái cục bê tông đấy, chết chôn tại một chỗ. Và tất cả các cảm giác đau mỏi khó chịu, các cái vấn đề ốm đau bệnh tật ở trong người mình thì tự động mình sẽ cảm thọ được ở cái mức độ có thể là 200%, 500%, thậm chí là cả nghìn lần, rất là rõ ràng, rất là sắc nét. Và trong cái quá trình đó thì từ cảm thọ chúng ta sẽ hiểu tâm lực là gì. Hầu hết lớp mình là người trung và cao tuổi thì cô chú anh chị đã bước qua những cái trường hợp như vậy rất là nhiều rồi, mình đã thấm thấm đẫm rồi. Chỉ có điều là mình muốn truyền tải lại những cái vướng mắc, những cái khó khăn, những cái thuận lợi mà mình đã trải qua cho cái thế hệ tiếp theo. Đấy mà là cái vấn đề rất là quan trọng, hầu hết chúng ta ai cũng quan tâm về tình trạng sức khỏe, kiến thức, trí tuệ và mọi thứ của mình. Nhưng cái điều mà chúng ta bất an đấy, chúng ta lo đối với bản thân mình chỉ là lo thôi, mình lo về về mình thôi. Còn với thế hệ tiếp theo của mình, đặc biệt là con cái, thì chúng ta sẽ bất an. Với bố mẹ của mình cũng vậy, mình sẽ cảm thấy rằng là cái tâm trí của mình nó không ổn định, nó sẽ mệt mỏi, nó căng thẳng. Mình mệt không phải là do mình bị thiếu nhiên liệu, không phải là do là mình bị lao động làm việc nhiều quá, mà là do cái tâm trí của mình không tập trung được. Vì lý do tại sao? Vì mình không truyền tải được tất cả những thứ mình có cho thế hệ tiếp theo một cách đơn giản dễ hiểu nhất. Mình cứ bảo rằng nó với mình khác, cái thế hệ đó với thế hệ của mình khác nhau, thực ra chẳng khác gì đâu.
Cái khác nhau nhiều nhất chính là tâm lực. Còn thế hệ của mình có tâm lực và thế hệ của đội đó, còn những người đó hoặc chỉ đơn giản là hai người cùng một thế hệ hay là trong lớp mình cũng vậy thôi. Có người tập luyện bằng tâm lực, cái chấp niệm của họ về sức khỏe rất là tốt. Nắng mưa, ốm một chút, bận một chút, họ vẫn biết sắp xếp thời gian rất là tốt và lên lớp đúng ngày đúng giờ. Động tác không buông, thầy bảo buông mới buông, còn không buông là không buông. Chứ không phải cứ vừa tập xong lại vừa nói hơi quá chứ chở vờ chở vịt quay sang chỉ người này nấu cơm người kia quét nhà cho nó cường điệu hóa vấn đề đấy. Mình chắc gì cái sự tồn tại của mình, kể cả mình có dừng lại đi chăng nữa thì cuộc sống của mình có dừng lại đi chăng nữa, không có mình thì có lẽ là người ta vẫn sống vẫn rất là tốt, đúng không? Thậm chí là có khi còn rực rỡ nữa cơ. Thôi buông, xoay lại, hạ chân trái, đổi chân phải nhé, xoay căng. Rất nhiều người trong một gia đình, và thường những gia đình mà có khoảng 3 thế hệ trở lên, khoảng 3 thế hệ trở lên, có nghĩa là có bố mẹ, con cái và ông bà, gia đình truyền thống đấy, mẫu gia đình truyền thống đấy. Đúng là có rất nhiều người trở thành gánh nặng trong một gia đình đó, mãi 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 không chịu trưởng thành, đến tận khi rất là già rồi mà cũng chẳng trưởng thành. Các cụ có câu là một già một trẻ như nhau, khi mà còn trẻ mà cũng ấm ớ dầm dương như vậy, không có tâm lực thì già thì cũng tâm không có tâm lực thôi. Đến cả cái việc ăn uống cũng làm loạn hết cả nhà này, nấu được cái bữa cơm làm loạn hết cả nhà này, cường điệu hóa vấn đề này. To tát lắm, mọi thứ đi đến đâu thì thôi, chứ về đến nhà cứ ra ngoài làm việc thì không sao, chứ về nhà làm loạn cả cái nhà của mình lên. Cái chồng về nhà bất là cái nhà nó rối tinh hết cả lên, vợ về đến nhà là cái nhà nó rối tinh lên, con cái về nhà có khi hai ba đứa nó về nhà thì cả nhà rất là làm sao vui vẻ, mọi thứ rất là ngăn nắp đâu vào đó, mọi người giúp đỡ đỡ đần nhau. Còn có một đứa nó về nó làm loạn cả cái nhà của mình lên, tất cả mọi người sẽ bị xáo trộn hết lên, mới bảo với con người đấy. Thì có nghĩa là có rất nhiều người thân của chúng ta, nhiều người yêu người thương của chúng ta thôi, nhưng họ vô tình trở thành gánh nặng, gánh nặng nhất cho cả gia đình, là do họ không có tâm lực, họ không biết cách sử dụng tâm lực. Chúng ta thường hay bảo người khác rằng là có tâm ấy, làm việc là phải có tâm ấy, đúng không? Cái điều đấy là điều quan trọng nhất, nhưng mà chính mình không truyền tải được những cái thông tin đó để cho người nhà mình hiểu thì mình đôi khi mình lại trở thành gánh nặng cho cái người mà người ta chưa hiểu. Rõ ràng là người ta cần có tâm lực, nhưng mình có tâm lực nhưng mình không truyền tải được thì mình lại trở thành gánh nặng cho cái người mà có tâm lực. Cái việc này rất là khó. Nhiều khi người thân thì chúng ta không thể bỏ được, cũng giống như cơ thể của chúng ta đấy, có một số bộ phận nó trở thành gánh nặng cho mình. Cái lưng mình đau chẳng hạn, cái gối mình đau chẳng hạn, một vài cái bộ phận mình đau, mình có thể bỏ được đâu, buộc phải nâng cấp sửa chữa và sống chung với nó. Nhưng có cách nhá, hoàn toàn có cách, cho dù có khó đến đâu đi chăng nữa thì vẫn có cách, chỉ có điều là mình có làm theo cách đó hay không thôi, hay mình làm theo cách của mình. Đa phần mọi người đều làm theo cách của mình nhé. Thì có một cái từ khóa rất là hay, cực kỳ hay luôn, hầu hết mọi người cũng chẳng bao giờ biết được. Tất cả những cái tổn thương ấy, cái tổn thất ấy mà mình mắc ngay tại cái thời điểm hiện tại, hoặc là trong quá khứ, hoặc cũng có thể là tương lai sắp tới, tất cả những tổn thương đó đều trở thành sẹo. Có thể là sẹo ở trên da thịt, cũng có thể là sẹo ở trong tâm trí, nhưng cái sẹo đó sẽ nở hoa, chắc chắn nha, là sẽ nở hoa trên chính những cái vết sẹo đó. Và rồi chắc chắn là sẽ có những cái thành tựu rất là tuyệt vời. Chỉ có điều là có người trở thành cái vết sẹo là trở thành kinh nghiệm, có người có thành vết sẹo là cứ nhìn ngắm nghiền ngẫm và day dứt mãi với cái vết sẹo đó. Nhưng những người thành công, những người sử dụng tâm lực tốt, có thể là thành công trong tiền bạc, thành công trong tình cảm, thành công trong sức khỏe hoặc nhiều thứ, thì họ nhìn ngắm những cái vết sẹo đó, họ cười, có đúng không? Thì đây là một cái điều hoàn toàn là có thực, chỉ có điều chúng ta có tìm kiếm thôi. Đây là một trong những cái công cụ mà chúng ta ai cũng biết rằng là rất tốt, cực kỳ tốt, nhưng có biết cách sử dụng một cách hợp lý hay không thôi. Thì cô chú anh chị cũng nhìn thấy hàng loạt con người nhé, họ rất là khó khăn trong cái việc là giảm cân,
thì đấy chính là cái vết sẹo. Nhưng có người thì cứ ngậm nhấm đi ngậm nhấm lại cái vết sẹo đó 10 năm, 20 năm, thậm chí là nhiều chục năm, nhiều thập kỷ vẫn vậy, và có thêm một loạt sẹo mới từ những cái vấn đề béo gây ra. Cũng có rất nhiều người gầy, tôi cũng có một cháu lớn rất là gầy, giống y xì bố ngày trước, không khác gì cả. Hơi buông gọi là hạ xuống này, chân trái hạ xuống, duỗi chân phải về trước, ba nhánh chạm mặt, chân trái co sát vào lòng, rồi rút dài cột sống của mình về trước nhá, lướt thật dài cột sống về trước. Có bản thân tôi thì có ba cháu, và ba cháu thì có hai cháu ở phía dưới thì mình hoàn toàn không phải lo nghĩ gì cả, các cháu độc lập tác chiến được gần như là 100%, không có cái tổn thất gì về cơ thể và thân thể cả. Mình không hề phải bất an, không không hề phải lo gì về các cháu cả. Vì lý do tại sao? Bản chất vấn đề là các cháu không có cái tổn thương sẵn, không có những cái nỗi đau, không có những cái vết sẹo sẵn. Nhưng đấy là một trong những cái, nhưng đấy nhá, lại là một trong những cái thứ mà có thể bất thình lình xảy ra. Có nghĩa là không có tổn thất thì mình không có sẹo. Do mình không có sẹo cho nên mình không có cơ hội sử dụng tâm lực. Nhưng cháu lớn thì khác. Cái cơ địa giống như y xì như bố khi còn nhỏ. Có lẽ là cháu có sự quan tâm để ý và quan sát được những cái khó khăn thuận lợi của gia đình. Thành ra là cháu nghĩ nhiều. Đúng không? Nghĩ nhiều, ăn uống thất thường, và đồng thời cháu không có tâm lực để vượt qua cái khó khăn đó, thì dẫn tới là bị tổn thất cơ thể. Tuy nhiên thì đây là một cơ hội rất là lớn, cơ hội cực kỳ lớn nhá. Nếu như vượt qua được thì chắc chắn là sẽ mạnh mẽ hơn cực kỳ nhiều, chắc chắn là mạnh mẽ hơn cực kỳ nhiều nhé. Đấy gọi là cái câu chuyện thành công trong cái ngành mà của chị Lan Anh. Có rất nhiều những câu chuyện thành công, cô chú anh chị cũng có rất nhiều những cái câu chuyện thành công ở trong cái lĩnh vực, cái công việc của mình nhé, có cực kỳ nhiều luôn. Và thường những người thành công thì may mắn thành công khác hoàn toàn với việc là người ta nỗ lực thành công nhé, đúng không? Nỗ lực thành công khác hoàn toàn cái việc là may mắn thành công. Và cũng có rất nhiều người là đi lên từ những cái xuất phát điểm âm, sức khỏe của người ta âm, tiền bạc của người ta âm, nhưng người ta có ý chí, người ta có tâm lực thì người ta vượt qua được, thua đến n trận mà người ta vẫn cứ tiếp tục đi tiếp, chứ không phải thua 1 2 trận mà đã tổn thương sâu sắc mà đã buông, đúng không? Mới thua có 1 2 trận, cái việc mình thua là cái chuyện đương nhiên. Đã làm việc, đã lao động, đã kinh doanh là phải đo lường được cái sự tổn thất, đo lường được sự thành công thì phải đo lường luôn sự tổn thất chứ. Thì trong đời sống sức khỏe cũng vậy, cô chú anh chị ăn cái gì, ăn cái gì thức ăn hàng ngày đấy, thì mình cũng phải đo lường được trong đó là có những cái chất bổ dưỡng gì và có những cái chất độc hại gì. Mình phải chấp nhận trả giá cho cái việc là khi mình ăn những cái loại thức ăn mà độc hại, hoặc đơn giản là tốt đi, tốt nhưng ăn nhiều quá thì cũng thành độc, đúng không? Hơi nhổm gầy. Giữa chân phải sang em, hai tay túm cùi chỏ. Ví dụ như mình ăn nhiều đồ ngọt tinh bột quá, nghiêng người sang phải, nghiêng vừa vừa đấy nhá, để có thể duy trì trong thời gian rất lâu. Khi nghiêng này thì làm tầm khoảng 40% sức của mình thôi, khoảng 40% sức nghiêng của mình đấy nhá, thì mình mới duy trì được vài phút. Các cái ví dụ như vậy có trong đời sống cực kỳ nhiều. Và thường thì tôi đo lường như thế này, ở trong hai cái mảng mà mọi người tìm đến tôi nhiều nhất nhé. Hầu hết mọi người tìm đến tôi chủ yếu là thông qua cái việc gầy tăng cân. Gầy muốn tăng cân nhé, tôi không làm béo giảm cân, vì béo làm giảm cân dễ quá. Hầu hết các cán bộ công nhân viên làm là chính, và tôi thích làm những cái việc khó. Chủ yếu những người gầy tăng cân, đa phần họ đều thiếu tâm lực, chứ họ hầu như không thiếu nguồn lực, chỉ thiếu mỗi tâm lực thôi nhé. Đây là cái cơ hội rất là tốt để họ hiểu tâm lực và gì, và họ đột phá lên. Còn không thì lại gầy tiếp, lại quay lại gầy tiếp. Và con số đo lường chuyển đổi thì thường khoảng 70%, 70% tất cả những người gầy tìm đến tôi đều giải phóng được vấn đề của mình, đều thoát khỏi được cái vấn đề khó khăn của mình. Và thường thì sau khi mà họ thành công rồi đấy, họ rất là quý mến thầy, rất là yêu thầy, và rất là tôn trọng những cái thứ mà thầy đã đem đến cho họ. Mặc dù là tôi là người cung cấp dịch vụ, lấy tiền của họ để cung cấp cho họ một cái dịch vụ nhé,
Cô chú anh chị thừa biết rồi, hầu hết những người gầy thì có rất là nhiều vấn đề. Vấn đề đầu tiên chính là đau dạ dày. Vấn đề thứ hai, hầu hết đều bị trĩ hoặc là táo bón. Vấn đề thứ ba, hầu hết đều liên quan đến huyết áp. Có nghĩa là cái kiến sức nền tảng của họ chẳng có cái gì cả, thì họ mới để cơ thể của họ gầy, đúng không? Không có cái gì cả, họ không có cả trí lực luôn nhé, thiếu trí lực trầm trọng luôn đấy. Sức lực thì chỉ có ở mức độ đó thôi, còn trí lực để chăm sóc bản thân, có nghĩa là có trí tuệ để chăm sóc cái bộ phận, các cái bộ phận trong cơ thể của mình đấy, thì không có, hầu như không có. Có rất nhiều người đến tầm 60-70 tuổi cũng chưa bao giờ học cái kiến thức về cái dạ dày của mình, và cũng chẳng bao giờ hỏi, đặt một cái câu hỏi rất là đơn giản là tại sao dạ dày của mình lại bị đau, không bao giờ học nhé. Và sau một thời gian rất là dài, có lẽ là thường tầm khoảng tối thiểu khoảng 3 tháng, và ngày nào họ cũng tập cùng với tôi ở các lớp khác nhau, xong các chuyên đề khác nhau, nghe đi nghe lại, miết đi miết lại, đến tháng thứ sáu thì họ có hoàn toàn mọi kiến thức, mọi cái công cụ để có thể vận hành cái cơ thể của họ tốt hơn. Thì bắt đầu họ sử dụng trí lực vào việc chăm sóc sức khỏe chủ động, không chỉ dừng lại là trong bản thân, mà họ họ còn có cả trí tuệ, và họ còn phát triển cả tâm lực để có thể chăm sóc gia đình của mình. Có kiến thức và trí tuệ chăm sóc gia đình của mình thì đấy chính là tâm lực, đúng không? Còn bản thân của mình mà đang bị huyết áp cao, tiểu đường, mỡ máu, gút, tai biến đột quỵ, mà vẫn còn đi viện để mà nhờ người khác chăm mình, xong sau đó cái bản thân của mình chẳng chăm được, thì mình lấy cái tư cách gì, lấy cái kiến thức gì mà chăm người khác? Có lẽ là mình không chăm họ thì còn họ còn đỡ đỡ đi sớm, chứ còn chăm vào rồi là càng quặt sớm. Ví dụ cụ thể luôn nhé, những người bị tiểu đường là cứ nấu cháo cho họ ăn thì chắc chắn là sớm hay muộn thì cũng đi thôi. Trong trường hợp họ bị gút hoặc là bị mỡ máu hoặc là bị các vấn đề về tim mạch, mà cứ ninh móng giò cho họ ăn đấy, cái móng heo đấy, ninh cho nó mềm mềm ra cho họ ăn đấy, thì chắc chắn là đầu độc họ rồi, chỉ là sớm hay muộn đi nhanh hơn bình thường, đúng không? Thôi lên, co chân phải vào lòng, duỗi chân trái về trước, rút thật dài cột sống về trước nhá. À, tôi với chị Lan Anh thì cũng không phải là đồng nghiệp, mà chỉ là người làm cái công việc giống và tương tự như nhau thôi. Thì cái công việc của chúng tôi, của chị Lan Anh cũng vậy, không chỉ dừng lại cái việc là cung cấp dịch vụ cho những cái người mà người ta có nhu cầu, mà cần phải truyền tải một loạt các cái kỹ năng sống, các cái lối sống lành mạnh phù hợp. Đấy chính là trí lực đấy, và đấy cũng chính là tâm lực. Trong một thời gian rất là dài, dài lắm, thì cô chú anh chị chỉ cần hình dung đơn giản này, cứ coi như đây là một cái lớp học, và cái lớp học này có thể mọi người tập xong hết giờ thì mọi người cũng chẳng bao giờ nhắn tin inbox cho nhau, hoặc cũng chẳng bao giờ nói chuyện trò gì với nhau. Có nghĩa là chúng ta là học viên trong cái lớp học, và cũng chẳng quan tâm tới cái việc là nâng cấp từ bạn cùng học ở lớp sáng Zoom trở thành một người bạn, có thể là bạn online thôi chứ chẳng phải bạn offline, đúng không? Chỉ là bạn online thôi. Mình phải có một cái gì đó thì mới móc nối mà kết nối được với nhau. Thì thường những người mà người ta buôn bán, người ta hay làm sao tìm kiếm khách hàng, còn những người không buôn bán gì thì có cái gì đâu để mà nói chuyện với nhau. Chúng ta có một loạt các cái kỹ năng sống, sức lực, trí lực và tâm lực liên quan và vây quanh đời sống sức khỏe, đúng không? Chúng ta đã nghe rồi, biết rồi, và có kiến thức của bản thân mình rồi, cộng với kiến thức mà mình học tập được, thì đấy chính là những cái câu chuyện chia sẻ. Ví dụ như là chị Lâm, chị có vấn đề về sức khỏe, chị đã vượt qua được ít nhiều, thì có những bạn sắp tới mới vào mắc phải thì làm sao? À, em ơi em à, trước đây chị có vấn đề như vậy, và chị làm cái cách đó, cách đó, cách đó. À, thầy truyền tải một chút cái thông tin, và những cái thông tin đấy chị ứng dụng được, đồng thời cộng với cái ý thức của chị, thì chị đã thoát khỏi cái vấn đề như vậy. Thì đấy chính là những cái câu chuyện làm quen mà rất là có giá trị nhé, chứ không phải cứ có hàng mới bán, mới tìm đến nhau mà bán. À, tôi cũng tập ở lớp thầy Sáng và thầy Toàn, à, tôi bán cái sản phẩm này, tôi biết là bạn vấn đề đó, bạn mua cái này, mua cái nọ, mua cái kia, ăn thì nó sẽ tốt, nó sẽ hiệu quả hơn, uống thì nó tốt, nó hiệu quả hơn. Dừng lại như vậy thì nó nhạt nhòa quá, ai người ta cũng làm như vậy, thì chúng ta cũng vẫn mắc vào cái tầng mưu sinh thôi. Cái làm việc gì cũng ra tiền thì nó nghe nó bình thường lắm, nhất là mình lớn tuổi, mình nhiều tuổi rồi, mà mình cứ kể cái câu chuyện gì đó mình cứ chỉ tập trung vào cuối cùng là chỉ là bán hàng kiếm tiền, thì nghe nó nhạt nhòa quá, nó chán quá, đúng không? Kể cả bạn không mua hàng của tôi thì chắc chắn là bạn cũng nhận được rất là nhiều giá trị.
Và cái việc tôi bán hàng là bán kiến thức chứ không phải là bán sản phẩm, tạo ra cái giá trị. Và khi bạn có kiến thức rồi thì bạn có thể mua hàng của tôi hoặc của ai đó chả sao, gọi là gieo duyên. Chắc chắn là cũng sẽ có những người giống như chúng tôi cũng gieo duyên như vậy và cũng vô tình chúng ta lại chạm với nhau. Đôi khi bạn rất thích học của tôi nhưng bạn chẳng thích mua hàng của tôi, và đôi khi bạn lại mua hàng của rất là nhiều người nhưng lại không thích học cái gì đó từ những người đó, đúng không? Hơi vô lòng. Ở đây giữa chân trái sang ngang, hai tay nâng ngang vai, nghiêng, túm cùi chỏ chính xác hơn, nghiêng, nghiêng vừa đấy nhá, nghiêng khoảng tầm 40% sức của mình thôi thì mình sẽ duy trì được trong thời gian lâu nhất, giữ tĩnh nhá. Và lại nhắc lại cái từ khóa nhé, hầu hết tất cả mọi người đều biến cái vấn đề và nỗi đau của mình trở thành những vết sẹo, nhưng có người thì hoa nở trên vết sẹo, và mỗi khi nhìn cái vết sẹo đó thì lại mỉm cười vui vẻ, lại hoài niệm, ví dụ như sẹo mổ chẳng hạn. Con cái mình không sinh nở được, dây rốn nó quấn vào cổ, gọi là tràng hoa quấn cổ ấy, không sinh không nở được bình thường, hoặc là không chậu nhỏ, rất là vất vả khó khăn trong việc sinh nở và phải mổ. Thì mỗi khi nhìn lại cái vết sẹo đó lại nhớ về những cái khó khăn mà mình bước qua. Có lẽ là nhiều người đạt tới cả những cái trạng thái hạnh phúc vỡ òa đấy, nhưng đa phần mọi người thì đều biến cái nỗi đau của mình, cái vấn đề của mình trở thành sẹo và chẳng có cái gì nở trên đó. Nhìn lại cái vết sẹo đó mình lại hối tiếc, mình lại chán, mình lại cám cảnh, mình lại trình bày hoàn cảnh, mình lại tiêu cực. Và đặc biệt cái thế hệ Gen Z bây giờ là không có cơ hội sử dụng tâm lực, vì hầu hết tất cả luôn nhé, tính trên toàn quốc nói chung đấy, xuất phát điểm của các cháu thì cũng chính là đích của mình mất rồi. Bố mẹ làm việc cho đến tận bây giờ chính là đích, và xuất phát điểm của các cháu là đích của bố mẹ tại cái thời điểm đó, thì cần gì phải nỗ lực nữa, cần gì phải sử dụng sức lực, trí lực và tâm lực nữa. Đôi khi còn chẳng biết sức lực là gì, trí lực là gì, tâm lực là gì. Vậy thì có đào tạo họ đi chăng nữa, mãi đi chăng nữa, miết đi chăng nữa thì cũng chỉ là lãng phí nguồn lực của mình thôi. Mà trong cái quá trình tập thiền thì đơn giản là thấu hiểu hơn một chút, mình đang sử dụng sức lực để sống, để lao động, để học tập, hay là mình đang sử dụng trí lực để sống, học tập, làm việc, hay là mình đang sử dụng tâm lực để sống, lao động và làm việc, đúng không? Nghe thì có vẻ lan man và nhiều khi cũng chẳng ứng dụng vào cái gì cả, nhưng chỉ cần xoay quanh cái vấn đề sức khỏe thôi. Mình có nhu cầu sức khỏe mà, thì xoay quanh vấn đề sức khỏe, tâm lực chỉ đơn giản là ăn cái gì nhấc lên đưa vào miệng thì phải tính được có bao nhiêu calo, nó là đường hay mỡ hay đạm, và cái tình trạng của mình thì có cần ăn bao nhiêu đường, bao nhiêu mỡ, bao nhiêu đạm, đúng không? Chứ không phải là ăn theo bản năng, ăn không sử dụng trí lực, ăn không có tâm lực. Vậy thì kinh nghiệm của mình tạo ra ngay tại cái thời điểm hiện tại đấy là do mình, không thể trách được ai cả. Trong khi đó tiếp tục vẫn lười học, không có kiến thức, thì có đi chữa bệnh đi chăng nữa thì bác sĩ họ nhìn mình, họ coi thường mình đấy, họ coi thường thực sự đấy. Đây là khách hàng của mình, chữa lần đầu thì họ bảo rằng bác sĩ có tâm cơ, chứ bác sĩ mà làm gọi là làm việc cho nó xong việc để lấy tiền thì người ta cũng chẳng quan tâm đâu. Còn những người mà làm việc có tâm thì ban đầu họ gặp mình, cái vấn đề của mình đó như vậy, thì họ sẽ giải thích rất là kỹ, và để tránh lần sau mình đỡ bị lại. Nhưng lần sau mình lại bị lại, mình quay lại nhìn cái vẻ mặt hớn hở của mình thích được có bệnh để người khác phải hầu hạ chăm sóc của mình, là người ta nhìn mình, người ta sẽ coi thường mình đấy. Cũng giống như trong gia đình cũng vậy thôi, sức khỏe của mình tệ thôi, lên thôi, xoay người sang phải có rắn, động tác rất là dễ và quen thuộc. Dựng hai chân. Trong gia đình của mình cũng vậy nhé, rất nhiều người bố mẹ ông bà con cháu của mình có các vấn đề về sức khỏe. Mình nhắc lần thứ nhất, nhắc chính là dạy, là giáo dục đấy, là truyền tải tâm lực của mình sang, trí lực của mình sang, và mình dùng cả sức lực của mình để hỗ trợ giúp đỡ họ. Lần thứ nhất, lần thứ hai,
lần thứ N mà họ vẫn cứ vấp đi vấp lại một vấn đề, vấp đi vấp lại một vấn đề nhé. Ví dụ giảm được cân rồi lại béo lại, giảm được cân rồi lại béo lại, béo đến lần thứ hai thì có thể tha thứ được, còn béo đến lần thứ ba thì tốt nhất là lấy luôn cái khách hàng đi. Họ ở cạnh với mình họ chỉ làm phiền phức thêm cái cuộc sống của mình thôi, thậm chí là họ ngồi cạnh mình họ còn truyền tải những cái thông điệp rất là tào lao, làm loạn cả cái đội ngũ của mình lên, đúng không? Ôi trời ơi, ăn cái món này nó ngon lắm, ngon mà ở đây cái chỗ này chỗ nọ chỗ kia, ui đủ cái mỡ nó nha, cái thịt nó mềm ơi là mềm, thơm ơi là thơm, cái mồm nó ngoạch ra diễn tả lột tả cái cảm xúc về cái món ăn trong cái đó, người lớp mỡ của mình nó chồng chất lên nhau, đi lại nhẹ nhàng còn không sao, chứ còn chạy hơi chạy tí rồi mỡ văng tung tóe, đúng không? Thì rõ ràng là sự xuất hiện của họ trong đội nhóm của mình chả đem lại được cái điều gì tích cực cho mình cả, chỉ đem lại cái sự phiền toái thôi. Tất nhiên là ai cũng có quyền lựa chọn cuộc sống của mình tôn trọng cái điều mà họ lựa chọn, nhưng họ không phù hợp với cái môi trường của mình thì tốt nhất là chỉ để chơi thôi, chứ không để cho họ tiếp cận quá sâu vào công việc của mình. Thì chúng tôi làm việc cũng vậy, có rất là nhiều người bạn rất là tốt, cực kỳ tốt luôn. Rõ ràng mình đang dạy người A, người B, người C cách ăn uống dinh dưỡng làm sao cho nó hợp lý, bạn của mình ngồi ngay bên cạnh ui sạch việc, thậm chí là ông bà bố mẹ ui sạch việc, úi sủi sạch việc, đúng không? Tao ăn như này bao năm để vẫn khỏe mạnh chan, đúng không? Ông bà không hiểu rằng đấy là công việc của con, cái môi trường này là môi trường của con chứ không phải môi trường của ông bà. Ông bà đến đây là khách, khách thì phải đối đãi là đúng là khách, chứ cái gì mình không thích thì mà mình phản ứng như vậy thì không văn minh rồi, đúng không? Mình có dùng tâm lực đâu, rõ ràng là mình là người có tuổi và mình là người lớn, nhưng mình lại làm sao nói chuyện theo cảm xúc của bản năng của mình không biết vô tình là cái môi trường đó phải nói chuyện đó chứ. Đi với bụt mặc áo cà sa mà, đi với ma mặc áo giấy, đã đi vào chùa thì phải nói chuyện là tín ngưỡng tâm linh, đúng không? Chuyện tình cảm, chứ đi vào chùa mà cứ nói chuyện kinh doanh, hai ba người cứ ngồi bàn với nhau chuyện kinh doanh thì sư đâu có dạy vấn đề đó đâu, đúng không? Thôi chó rồi mình đè về, rút dài cuộc sống ép sâu xuống. Và rồi hầu hết tất cả mọi người đều biến cái nỗi đau của mình thành những vết sẹo, và ngồi nhìn lại cái vết sẹo đó mà hoài niệm, mà nhớ về cái thất bại của mình. Nhưng chốt lại một câu là tôi có kinh nghiệm rồi, chứ tôi chẳng có cái gì cả. Còn chỉ có một số người may mắn nhìn lại cái vết sẹo của mình và mỉm cười với cái vết sẹo đó, thì ai đó mà bây giờ mà đang có các cái vấn đề tổn thất cơ thể sức khỏe thì đấy chính là cái cơ hội rất là lớn để mình sử dụng tâm lực, để mình có thể có cơ hội đột phá tìm kiếm những cái loại sức khỏe mới, chứ không phải đấy là nỗi đau nhé, đấy là vết sẹo nhé, mà đấy là cái cơ hội. Nhờ có những cái tổn thất đấy chắc chắn là mình còn phải cảm ơn những cái tổn thất đó, cảm ơn những cái tổn thất đó, nhờ có những cái tổn thất đó mình mới có cái cơ hội để rèn giũa mình, để nâng cái tầng năng lượng của mình lên những cái tầm cao mới. Cũng không nhất thiết là phải giàu, không nhất thiết là phải siêu khỏe, không nhất thiết là phải cực kỳ minh mẫn, chỉ đơn giản là chiến thắng chính cái bản thân của mình thôi. Và tôi rất hứng thú trong cái việc là tìm kiếm những người gầy để giúp họ thoát khỏi cái tình trạng của họ, vì bản thân tôi là một người trải nghiệm rất là thấu, rất là thấm, thậm chí là còn thấm đẫm cơ. Nhiều khi vừa ăn miếng cơm ấy, mà còn vừa khóc vì nhai cái miếng cơm ở miệng nó cứ bã bà, nó đắng ngắt, ăn được một cái bát cơm mất đến tầm 3 tiếng đồng hồ mới xong. Và cuối cùng thì tôi tự hỏi liệu còn cái gì khác cơm không để ăn cho đỡ khổ, chứ ăn mãi như này quá khổ. Và cuối cùng thì một loạt các kiến thức lộ ùa vào đầu của mình mà chẳng cần phải đi tìm kiếm ở đâu cả, chỉ cần đặt câu hỏi thôi. Thì cũng giống như người béo bây giờ, chỉ cần đặt câu hỏi liệu có cách nào đó giảm cân mà lại đỡ thèm ăn không, chỉ cần đặt một câu hỏi như vậy thôi thì tự động một loạt các vị thầy trên trời dưới đất, sách vở công nghệ thông tin đu thứ ùa tới tha hồ lựa chọn. Và mình phải vượt qua được bằng chính cái tâm lực của mình thì đấy mới là cái vết sẹo mà mình sau này nhìn lại thì mình sẽ rất là cảm ơn, chứ không phải giống như cái thế hệ Gen Z bây giờ vừa mới có tí sẹo rồi là tổn thương sâu sắc, khóc khóc lóc trầm cảm đủ thứ,
xong rồi tổn thương. Năm nào đó thì ở Hải Phòng cũng có vài cháu nhỏ xíu nhảy cầu tầm 1, cấp 2, cấp 3. Năm nào cũng có vài cậu học sinh, cũng có nhá, ở trường Đại học Hàng Hải, Đại học Hàng Hải này, đang là sinh viên đại học cũng rớt đài. Chả hiểu tại sao nhiều người như vậy lắm, không chịu được áp lực. Thôi bước hai chân lên, bàn tay căng duỗi. Có thể là trước đây cô chú anh chị đã sử dụng tâm lực, trí lực, sức lực vượt qua những cái khó khăn thuận lợi của mình. Nhưng các khó khăn thì không bao giờ dừng lại đâu. Nó chỉ có thêm hoặc chuyển từ dạng này sang dạng khác thôi. Chỉ có điều là mình quên mất. Nhiều khi cuộc sống nó an lành quá, nó dễ chịu quá, thì mình lại quên béng đi mất. Mình lại mất cái cơ phương pháp, mất cái công cụ mạnh nhất để có thể vượt qua được vấn đề của mình. Và thường hầu hết tất cả chúng ta đều mắc ở chính bản thân của mình và con cái. Chính ở bản thân của mình nhé, và con cái là chính. Đa phần là như vậy. Có thể tổng kết lại toàn bộ những kiến thức chia sẻ trong buổi của ngày hôm nay. Có rất nhiều bạn học thiền nhưng chỉ học được tào lao vài hôm. Một vài ba hôm thì chả chạm tới cái gì cả. Thiền mất rất là nhiều thời gian mới có thể tác động được vào. Cứ mỗi ngày một chút, mỗi ngày một chút. Và bản thân người đó là phải có một cái dục, phải có một cái niệm ở trong đầu là tìm kiếm những cái loại sức khỏe mới thay thế cho những cái loại sức khỏe cũ đã đang ngày một hao mòn đi, và phải gọi tên được ra những cái loại sức khỏe mới đấy tên là gì, và dùng cái cách nào đó để có thể có được cái loại sức khỏe đó, chứ không phải là cứ chung 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 chơi 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 nhé, mà phải gạch đầu dòng ra rõ ràng. Thì tôi vừa rồi đưa liệt kê ra một loạt thì đúng không, ít nhất là phải tập yoga được khoảng tầm 3 đến 6 tháng. Ai đó mà cực kỳ lanh lợi thì khoảng 3 tháng. Còn không thì phải mất đến 6 tháng. Cũng có nhiều người phải mất đến vài năm thì mới có thể chạm tới được ít nhiều. Và ăn uống cũng vậy, ít nhất cũng phải mất tầm 3 tháng thì mới có thể thay đổi được cơ thể của mình. Chứ vài ba buổi chả giải quyết cái vấn đề gì cả. Thôi buông hai tay chống vào đầu gối, ngồi xuống lật cái cày. Chỉ tiếp thu cái cày đấy. Mấy buổi đều giống nhau. Và buổi tập thiền của ngày mai thì cô chú anh chị sẽ được trải nghiệm hai trạng thái thiền. Một là ngồi thiền, hai là trụ thiền. Và phần tiếp theo, phần trụ thiền sẽ rất là quan trọng. Trong quá trình cô chú anh chị thiền thì tôi vẫn truyền tải các cái thông điệp, thông tin về chuyên môn và giải thích rất là rõ tâm lực là gì. Chỉ xoay quanh tâm lực thôi nhá. Và lấy trí lực, sức lực ra để so sánh đo lường trong cả cuộc đời của chúng ta. Cả cuộc đời của chúng ta đấy, và có lẽ cả cả cuộc đời của những người tiếp theo cũng vậy thôi, trước đây cũng vậy thôi. Ai đó chỉ biết sử dụng sức lực thì quyền lợi chỉ có đến vậy thôi. Ai đó biết sử dụng trí lực vào công việc, vào các mối quan hệ thì chắc chắn là sẽ đem lại được những cái quyền lợi tốt hơn. Và ai đó biết sử dụng cả tâm lực thì mới có thể biến những cái vết sẹo của mình và giúp cái vết sẹo của mình có hoa ở trên đó. Còn không thì tất cả, hầu hết tất cả đều dừng lại là có sẹo và tự tin ưỡn ngực nói rằng có kinh nghiệm, chỉ là có kinh nghiệm thôi nhưng không truyền tải được kinh nghiệm đó thành quyền lợi trở thành kết quả thì chỉ là câu chuyện cho nó vui thôi. Nó giống nhau mà, hầu hết mọi người đều giống nhau. Thôi, lăn tròn. Lăn tròn. Buổi tập đến đây là kết thúc ở đây. Buổi sau thì chúng ta sẽ tiếp tục nhé. Cứ lăn tròn đi ạ. Tôi tắt zoom đấy. Chúc cô chú anh chị có một ngày cuối tuần thật là nhiều sức khỏe, thật nhiều năng lượng. Sáng mai mình lại tiếp tục nhé. Anh chả chị Toàn đang hỗ trợ anh Toàn bánh xe rồi, anh chị nhìn nhé.